Rồi, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Máy chế biến gỗ Đại Phúc Vinh chi nhánh Hà Nội hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn chiếc máy bào hai mặt có thể nói là lớn nhất, to nhất và khủng nhất hiện tại của Đài Loan. Đó là chiếc máy bào hai mặt cao tốc thương hiệu Gotech, mã hiệu 635 HS635 ARD. Đó, chúng ta cùng ngó qua chiếc máy bào hai mặt cao tốc của Gotech. Về cơ bản, kết cấu của máy thì khá tương đồng với những máy bào hai mặt khác của hãng. Tuy nhiên cũng có một số các cái chi tiết mà khác biệt so với các cái bình thường. Thì ví dụ như là ngay trên cái hệ thống điều khiển ở đây, chúng ta thấy là nó có thể xoay được như thế này. Các cái bào hai mặt khác là chúng ta không xoay được như thế này các bạn nhé. Đấy, còn về điều khiển cơ bản thì chúng ta vẫn có thông thường như những máy khác thôi. Chúng ta có hệ thống bật các cái lưỡi bào thẩm ở dưới và lưỡi bào cuốn ở trên, và hệ thống băng tải cũng như cấp nguồn và lút dừng khẩn cấp. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh cái thông số của phôi ở trên đây để máy tự động hiệu chỉnh bàn nâng cho nó phù hợp, hoặc chúng ta cũng có thể điều chỉnh một cách thủ công ở dưới này. Đấy là cái mà khá là tương đồng với cả các cái hệ điều khiển của các máy bào cao tốc bào hai mặt khác của Gotech Đài Loan. Chúng ta có tủ điện ở đây. Tủ điện vì máy vẫn còn mới cho nên là cái công tắc này là tôi hiện tại chưa nắp các bạn nhé. Đây là tủ điện của máy. Rất là gọn và đẹp. Không có gì chê trách với máy Đài Loan cả. Đấy, hệ thống DJ. Đấy, rất là gọn gàng, sạch sẽ. Đấy, hệ thống dầu nhớt các thứ cũng rất là đẹp luôn. Đấy, cái độ tinh xảo của máy Đài Loan thì từ trước đến giờ chúng ta vẫn phải công nhận rồi. Máy Trung Quốc mặc dù là có tiến bộ rất lớn nhưng mà không thể so được với cái máy Đài Loan về các cái vấn đề này. Đấy. Thì tại sao tôi lại nói đây là cái máy tải năng? Tại vì cái hệ motor của nó rất là lớn các bạn ạ. Các cái phôi mà vào đây là chúng ta có thể nhận những cái phôi mà dày lên đến 200mm. Đấy, 200 nhé. Đây, thông số ngay đây. Đó, rất là cao. Đấy, và chiều dài của phôi ngắn nhất là chúng ta bắt đầu có thể bào được là khoảng độ 310. Nếu mà ngắn hơn thì máy này không làm được. Đấy, ở đây chúng ta có một cái chiếc app để điều khiển tốc độ của băng tải các bạn nhé. Đấy, thì trên cùng ở đây chúng ta có một cái motor gọi là cao to khổng lồ. Đấy, đây là motor chính, motor bào cuốn của máy. Để tôi đứng hẳn lên cho các bạn xem. Đó. Đấy, một cái motor mà lên đến 25 HP các bạn ạ. 25 HP. Motor bảo thẩm ở dưới thì ở phía trong này của chúng ta. Đấy, tiện đây tôi cũng không tiện mở máy ra, nhưng mà thông số của nó là 20 ngựa, có nghĩa là nhỏ hơn 5 HP so với cả motor ở trên. Đấy, ngoài ra chúng ta có cái motor phụ ở đây là motor đưa phôi. Motor đưa phôi của nó cũng là 5 HP nhé. Cái dàn băng tải đấy các bạn. Cái dàn băng tải đinh đưa phôi này. Đấy. Đấy, dàn băng tải này là 5 HP nhé. Ngoài ta chúng ta còn một cái motor rất là nhỏ đây. Đấy, 0,5 HP để nâng hạ bàn. Đấy, nâng hạ bàn. Đấy, đây là cái trục dao thẩm ở dưới. Chúng ta mở cái chốt này ra là chúng ta có thể kéo ra. Đấy, thế tại sao tôi lại nói đây là cái máy bào cao tốc? Thì khác với cả các cái máy bào hai mặt khác của Gotech, bình thường tốc độ tối đa mà máy có thể chạy là 20m/phút các bạn ạ, thì cái máy này có thể chạy lên đến 40m/phút. Dạ vâng, có nghĩa là gấp đôi một cái máy bào hai mặt thường. Đấy, có nghĩa là nó chạy từ 8m cho đến 40m/phút các bạn ạ. Đây, HS635, máy mới cứng nhá, vừa mới sản xuất xong, vừa mới nhập về tới đây. Đấy, trọng lượng máy là 3 tấn, tổng công suất là lên đến 50,5 HP, made in Taiwan các bạn nhá. Đấy, thì lại nói tiếp là với cái tốc độ mà nó lên đến 40m/phút thì quá là cao tốc rồi đúng không ạ? Bình thường các máy kia mà lên kịch kim được 20m là đã thấy nhanh lắm rồi, thì 40m sẽ nhanh đến tầm nào? Đấy, chính là cái đặc sắc của cái máy này. Đấy, cũng chính vì thế mà giá của nó có thể
nói là cao hơn đến gần 40% so với một cái bào cao tốc, bào hai mặt của Đài Loan khác. Đấy, có thể nói là hàng khủng luôn các bạn. Ở đây chúng ta có một cái hòm đồ. Đấy, trong hòm đồ có tất cả các linh kiện cần thiết. Và bên dưới là còn một cái bàn. Thì thật ra cái bàn đấy là ở cuối máy đây. Đấy, về sau khi giao cho khách hàng là chúng tôi cần phải lắp thêm vào đây nhé. Đấy, nó sẽ dài ra đây một chút. Đấy, để đỡ cái phôi. Đấy, hệ thống hút bụi của... Các bạn có thể nhìn thấy cái lưỡi bào cuốn không? Bóng loáng đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Hàng Đài Loan nhìn cái gì cũng thích. Chi tiết nào cũng đẹp. Ở đây là có một cái nút dừng khẩn cấp băng tải. Đấy, nhưng mà có cái hay là nó không chỉ dừng khẩn cấp nhé. Bạn có thể khởi động lại luôn từ đây. Đấy, hoặc là dừng, hoặc là khởi động. Đấy. Bình thường là các cái nút dừng khẩn cấp xung quanh đây là dừng mà phát là máy chết ký dí luôn. Không thể hoạt động tiếp được ngoài nếu như bạn không quay về cái bảng điều khiển trung tâm ở đây. Nhưng mà máy này là cái đấy cũng có thể làm được luôn. Đấy, rất là hay đúng không? Và... Rồi thì giới thiệu sơ qua với quý vị và các bạn chiếc máy bào cao tốc hai mặt Đài Loan thương hiệu Gotech. Đấy. Ngoài ra chúng tôi còn rất là nhiều các cái sản phẩm khác. Hy vọng là có thể đáp ứng được nhu cầu của quý vị và các bạn. Đây, các bạn có nhìn qua sơ qua cái showroom của chúng tôi. Nói chung là máy gì cũng có. Từ những máy cơ bản như cái cưa bàn trượt mini này cho đến những cái máy CNC hiện đại, rất là hiện đại ở cuối showroom. Rồi những máy dán cạnh, những máy trà nhám. Đấy. Ngay kể ở phía ngoài chúng tôi cũng vẫn còn thêm máy nữa. Đó. Và ngoài ra còn kho máy rất là lớn khắp nơi. Rồi. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video clip. Tôi xin phép được dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các cái video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.